xin giới thiệu hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2019 nhá. Diễn ra từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2019. Năm nay với chủ đề là du lịch xanh nhé. Mời mọi người khám phá khu vực hội chợ. Khu vực Bamboo Airways rất là đông khách nhé. Vivu.com và gian hàng như kính mời quý vị hãy đến với gian hàng của một tay ba cho vô nó đang cho vô đang Bye.
Rừng dừa bảy mẫu và Nà Hiêu 4 ngày giá trị 4.7 triệu. Thank you.
Thank you.